có ấy. Mình còn bán cái vỏ cất cá không cô? Không có. Trên chợ cơ. Bán chỗ là có cái lưới không nhỉ em nhỉ? À có cái vỏ không nhỉ? Có. Cho anh cái loại mắt bé nhất đi nhá. Nó ông mua cái mắt to về đấy cất được, nó rơi hết. Thế mà anh đi qua đây chả biết, đi qua hẳn cái chợ tìm. Thế này là mắt to hơn à? Vâng. À cái này cũng được đấy. Ờ lấy cái này đi. Em ơi. Ờ lấy cái chất thì nhẹ hơn. Ờ lấy cái này đi. Cái con này là mi 10T đúng không phải? Ờ mi cái này về để khi cất cá các bạn nhé. Đấy. Tìm ra chợ Hiên mình tìm mãi mới có. Bao tiền nhỉ em nhỉ? 90.000 à? Huy bắt đầu cất cá lên nha. Ui đồ nhiều dã man luôn. Đấy. Nhiều dã man rồi hết. Cái cằm nạch như thế kia thì là gì? Nó phải đi. Còn bên lại có chó. Đây, mang về. Thôi được rồi, mang về. Đây. Đây mình đi mua vó này các bạn ạ. Về mình cất được vài cá đây. Lúc sáng mình đi mua vó đấy. Bắt cái loại cá mà chưa có giấy khai sinh này các bạn nhé. Chưa có giấy khai sinh thì về mình băm ra này. Băm ra xong rồi mình làm chả này. Mẹ những con to to này thì mình sẽ nấu một bát canh măng chua các bạn nhé. Đây. Còn như này nấu bát băm măng canh chua. Còn đâu những con bé này này thì mình sẽ băm ra. Đây. Băm ra xong là làm chả cá các bạn ạ. Sáng nay mình đi mua vó về mình cất được bằng này này. Nhiều lắm nhưng mà nó mình mua vào cái vó thưa. Nó thủng rơi hết. Không có. Bắt được cái bằng này. Rồi mình sẽ mình các bạn hãy theo dõi video nha. Bây giờ mình sẽ cắt một đoạn này đi. Bây giờ mình phải băm nữa, mổ băm nữa bạn ạ. Tí nữa thì lúc nào mình băm xong thì mình sẽ lại quay tiếp, lúc nào dán mình quay cho các bạn xem nhá. Này. Nhiều phết đấy, nhưng mà mỗi đoạn bé này. Loại cá chưa có giấy khai sinh các bạn ạ. Đấy. Mổ xong rồi các bạn nhá. Bây giờ mình băm phần chỗ này tí cho vào nấu măng chua. Còn chỗ này mình sẽ băm ra đây. Rồi. Cái này mình cái chả này mình ra cho lên vào để dán với con cá kia để nấu măng chua các bạn ạ. Đây là một măng chua của bên này vợ mình đang chế biến này. Chả cá này. Cho dầu hào vào cho nó thơm. Đập thêm quả trứng vào đây.
Cầm thằng cái tay kia, cứ cầm cái tay bên này. Đứng tay bên này cầm hả? Đứng sang bên này không? Đứng ngay em, cái tay khoảng với em này. Đó, cho thêm trứng vào các bạn. Đánh lên. Để lên này cho sáng nào. Đấy. Cực kỳ ngon. Nó qua này nó nấu ra nó ngon các bạn. Thì vợ mình đang chuẩn bị rán rán chả. Đúng là cá nấu măng này không cần phải ấy đâu mà, không cần phải nấu măng chua không cần phải rán đâu mà, mình nấu ăn nó mới ngọt. Các bạn thông cảm nhé, về cái bếp thì mình phải hút mùi nó kêu ù, các bạn thông cảm nhé. Chúng ta đục măng vào nó cho nó có mùi thơm một tí là được. Phát bằng chua rồi lấy tù ăn tù và ươm tù màu ngon lắm. Bây giờ đây đấy đóng qua các bạn ạ, rồi cho mang vào đây bằng chua. Ui rồi quên thử nó mới sao mặn lắm. Măng chua này ngon rồi. Cá lóng măng chua. Tí nữa ăn được cho. Ngon luôn. Rồi. Bắt đầu cho chả rán các bạn thấy ngon chưa? Bạn ấn nó màu mỏng đây em, có nó chín vào trong rồi, trong mỏng như là bánh rán này, nó nguôi ra, nhìn gì đâu? Không phải đúng mà bỏ ấn ấn bỏ ra, ngon lắm. Chả cá các bạn em mình có nhiều thứ hết đấy. Cá này là cá chưa có giấy khai sinh các bạn ạ. Vừa đẻ mẹ đẻ ra phải bắt về làm luôn. Đây, cái nữa. Một cái mỗi lần rán được 4 cái. Cái này phải có cái sĩa của trước của em đâu ạ. Cho thêm mấy cái lá này vào nhá. Này không cần thái các bạn ạ. Là cái tô này. Cho cả lá ở đây, cả tàu này bật bật ra là đấy. Có mùi thơm. Thì mình làm này ăn gia đình thôi, không phải nhà mình không làm hàng quán này đâu các bạn. Mình để làm bữa cơm gia đình thôi, chứ không có hàng quán này các bạn không cảm nhé. Hôm nọ có một anh hỏi bảo mình cái nhà mình làm là nhà hàng của không, mình không làm nhà hàng đâu, mình chỉ nấu ăn cho gia đình thôi. Rất là ngon luôn. Cá nấu măng chua mình làm một miếng măng chua thử là nó ngon, ăn trước các cơm thèm. Ừ.
ngon, cá nấu măng ngon rồi ạ. Ngon lắm các bạn. Này trở lại với chảo chả cá của mình các bạn nhé, không khổ. Ngon thế. Đấy. Úi giời. Đấy. Ngon chưa? Ngon mất lưỡi luôn. Như vợ mình nấu rán mẻ đầu không biết rán các bạn ạ, nó làm vỡ hết. Mình đàn ông nhưng mà mình nấu ăn siêu lắm. Ngày trước nhà mình có 5 anh em trai, một đứa em cu. Mình lớn nhất thì lúc nào cũng phải giặt quần áo này, lúc nào cũng giặt quần áo nấu cơm cho các em này. Đấy, nên là cái nấu nướng này đối với mình là quá đơn giản, nó không khó khăn gì đâu các bạn ạ. Thì trước mình phải làm đến lúc đi lấy vợ thì thôi cơ mà. Cho hẳn cái môi to và xỉa lên cho nó giống. Đấy. Nên nhà mình nếu mà nói về nấu ăn thì mình rất khéo luôn. Vợ mình không thể lại được. Đấy. Tí này các bạn ạ. Rồi nắp ra thôi. Ngon chưa? Quá ngon. Ăn này bọc phải nói là ngập mồm. Đấy, bỏ đũa thế con. Đấy, bữa cơm nhà mình đây là có chả cá này mình đi bắt đây các bạn ạ. Có măng chua lẩu cá này. Đấy. Còn không thể thiếu của mình được là một cốc bia. Lấy cho em nghe về bát để cho nó. Mời các bạn cơm với mình nhá. Hẹn các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại nhá.